Hôm nay Peter nghỉ học ha, nghỉ học và ba nghỉ làm luôn. Đi ăn hả? Mình ăn này. Ba có đi dạy, ba có đi dạy nha, ba ốc cái gì, Đi lại hả? ốc cha. Việc đi đâu cũng có bún phở ăn à, được à? Còn ăn mấy đồ kia mà phải. Bún phở ăn nó dở tiêu hơn. Phạm Peter, Peter ăn kem tắc biển à, ngon không? Dẫn cái con chó đi đi theo nữa. Đây mình lấy một ít tắc cây ăn tắc biển này, mình ăn xong rồi, thằng kia đang cho điện tử. Đó, đây à, thắng chưa? Đây là dưa hấu, đây là dưa dưa gang, cái tái tái tông hộp, tái Texaco tông hộp, đi tinh, đây chúng ta đào, mình bỏ tông hộp, chuối à, chuối và kem và mấy cái hộp dưới đó. Chú chiên vô nhà hàng mà không ăn chú chiên này uống hết. Hai món rồi xong. Ăn xong rồi mình nhiều luôn. Đông không? Nói thật đông không? Bây giờ cho được mấy từ.